cái bài của chúng ta, cái slide 3 này thì nó sẽ quan trọng là gọi là data binding, là nó sẽ là một cái cách mà chúng ta đang nói lúc nãy ở trên bảng, có được cái danh sách làm sao để hiển thị lên form, và có dữ liệu trên form làm sao lấy được xuống danh sách hoặc là lấy được xuống một cái entity bằng cách nào. Đó là về phần trình bày dữ liệu ha. Như vậy thì trong cái bài số 3 là cái bài cũng tương đối quan trọng trong cái môn Java 5 của mình. Thì các bạn chú ý chỗ này giúp thầy. Trong cái phần data binding này thì nó có rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái form đơn. Ví dụ mình đang có một cái start và trao đổi với nhau thông qua model. Hôm trước mình cũng đã có trao đổi rồi và mình đã có làm rồi. Như vậy thì khi mà các bạn tạo các cái input này nè, input thì mình chú ý là nhớ cái name của input trùng với các property, là các attribute của thằng entity, để nó auto binding, tự động nó lấy dữ liệu về. Mình không cần gán, mình không cần làm gì hết. Phải đúng ha, đúng tên từng ký tự, từng cái in hoa in thượng. Đúng thì nó sẽ tự động auto binding về. Như vậy thì trong cái start này chúng ta tạo, ví dụ chỗ này là ID, full name, email, salary, gender, position, và cái này nhớ không? À, nó là data. Getter, setter. Tại vì sao người ta tách ra getter, setter? Đôi khi chúng ta chỉ cần getter mà không cần set. Đôi khi chúng ta cần get mà không cần set. Đôi khi chúng ta cần cả hai. Và nếu các bạn nói thôi kệ, cứ annotation data đi, chứ còn getter, setter chi cho mệt vậy? Được không? Được. Nhưng mà sao? Nhưng mà đôi khi ở nhà các bạn mua nhiều thứ mà không xài thì nhà nó chật. Dự án của bạn nó sẽ chậm. Ha, đôi khi chuẩn bị nhiều quá thì tốt, cần là có. Nhưng mà đôi khi chúng ta không cần xài đến thì đừng nên chuẩn bị. Đừng nên mua. Cái gì mà cần thì xài, không cần thì thôi. Đó, thì các bạn chú ý chỗ này giúp thầy. Rồi một cái nữa là đối với lại cái start, khi mà chúng ta đã sử dụng như vậy thì ở bên cái phần model view của bạn, bạn sẽ sử dụng một cái form cực kỳ đơn giản. Form này của chúng ta là do thầy 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 thầy, thầy sử dụng cái auto format, một cái nó nhảy. Nói như vậy mình mới dễ thấy nè. Đó, tại vì thầy là bấm format auto một cái nó nhảy lung tung. Rồi, đó, vậy nó mới đúng ha. Rồi dễ nhìn chưa? À, chỗ này cái break. Form radio. Rồi vậy đi. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái form. Đây có select, nó là position, là nó tương ứng với gì? Nó tương ứng với lại cái thằng start này, position. Nó là một combo box ha. Cái select này nó là một combo box cho chúng ta. Value, còn chỗ này chỉ để là hiển thị. Rồi mình chạy cái dự án này lên, mình sẽ thấy nó có gì. Slide 5. Và mình đang sử dụng cái controller. À, các bạn chú ý chỗ này. Ví dụ như là cái dự án của mình để cái gói
chính của nó là com.java5.slide3. Thì cái controller của mình là com.java5.slide3.controller. Đừng có sinh ra cái package mới nha, tại vì bên này nó đã cấu hình rồi, thành ra là mình phải dùng đúng cái cấu hình đó để mình chạy ha. Mình sinh ra cái package mới là nó sẽ là 404 đó. Nó không thấy đường dẫn. Được chưa? Bên này mình đã tạo ra cái package này rồi thì cái package controller phải đúng là con của thằng này. Nó mới thấy được. Start controller thì cái đầu tiên là start index new một start mới. Và đối với lại cái chỗ mà lưu này nè, bạn chọn model attribute start tự động nó sẽ gán ngược lại cho form của chúng ta. Nếu Java 4 mình muốn gán cho form mình phải làm gì? Ở chỗ này cái thằng input này có phải mình sẽ đưa vô là value bằng đô la mở ngoặc nhọn start.id start.fullname dài dòng. Còn đối với Java 5 không cần làm gì hết, tự động nó sẽ lấy cái model attribute này nó gán ngược lại cho chúng ta, nó lấy về và nó gán lên. Hôm trước mình đã làm một lần rồi đối với lại cái product đúng không, lấy về cũng nó và gán lên cũng nó luôn. Và cái chỗ này khi mà chúng ta gán ngược lại á, các bạn thấy là cái start này nè, mình lấy là full name viết hoa giá nhân 1.5 nhân 2 đi, nhân 1.5 khó thấy, nhân 2. Và hồi nãy thầy có hỏi một bạn nhân đôi cái giá lên giúp thầy, các bạn chưa nhân được. Cái mà thầy hỏi hồi nãy thì các bạn có thể sử dụng là gì, lấy cái product.setPrice đưa ở bên trong product.getPrice nhân 2, chứ không phải làm như thế này. Rồi các bạn set ngược cái giá lên. Rồi ok, tại vì các bạn không có sử dụng cái model attribute mà các bạn chỉ có sử dụng cái model thôi thì mình làm giống như thế. Còn bây giờ mình sử dụng model attribute thì mình chỉ cần là up cái này lên và giá nhân 2 là được. Mình không cần làm gì cả, không cần set gì cả, không cần add attribute gì cả, thì nó tự động rồi. Như vậy chỗ này mình sẽ là localhost, không có home ha. Mình sử dụng là start index. Đây, ID. ID ví dụ như là sản phẩm 1. iPhone. Ủa, tự nhiên bậy rồi. Trần Quang Bình. Ok, ID là user 1. Salary 123. Lưu. Thì cái tên này nè, nó tự động nó up key lên. Giá nè, nó nhân đôi lên. Mình lưu một cái. Còn cái chuyện mình lưu xong, giả sử như chỗ này, bạn đưa cái câu query để lưu xuống database. Thì mình sẽ làm cái câu query để lưu xuống database và mình lấy cái stub này để mình lưu xuống. Tự động nó lấy về cho mình luôn. Mình không cần làm gì hết. Đó gọi là data bending. Lấy dữ liệu từ form đưa xuống controller. Và lấy dữ liệu từ controller đưa ngược lên form. Gọi là data bending. Nó thông qua cái model attribute. Được chưa? Thông qua model attribute. Rồi, đây,
model attribute bên kia là start, coi như là mình set đó. Start thì bên này mình lấy start, đây cái chữ start này nè là tương ứng với chữ start này. Rồi ok, tiếp theo của chúng ta đối với lại cái phần tự động duy trì trạng thái của form là hồi nãy mình nói đó, là cái model attribute này nè. À, đối với lại cái string boot nó cho chúng ta một cái cấu trúc form là form 2 chấm form, đó là cấu trúc của string boot, form 2 chấm form. Và còn cái chỗ action này thì giống như bình thường, và nó có thêm là model attribute thầy mới giới thiệu lúc nãy. Form input không phải là input nữa mà là form input. Form input chỗ này nha, cái start id cái này là gọi là static test hay là label, cái này nó không có giống như là cái chữ label mà nó là static test, là cái chữ mà chết luôn, cố định không thay đổi được, mình không control được cái chữ này. Nếu như bạn muốn control được thì bạn phải đưa nó vô label và nó phải có ID rõ ràng, thì mình có thể control từ cái phần controller, mình thay đổi cái label này được, ví dụ mua thành bán, nhập thành xuất, là mình control được chỗ này. Còn nếu như mà bạn để như thế này thì chúng ta gọi là static, là tĩnh, không thay đổi được, chú ý chỗ này nha. Và chỗ này là form input thì y chang như input mà nó không phải là name mà nó là path. Hỏi thầy ơi tại sao vậy? Ủa thì cái người viết string boot người ta quy định vậy thì nó vậy thôi, mình học theo thôi chứ giờ biết làm sao. Hả? Rồi, mình sẽ điều khiển sao? Rồi, path email, path salary, path gender y chang, chỗ này là radio button, nó hay hơn nhiều. Tí nữa sẽ thấy. Rồi, chỗ này select, select của mình là combo box. Value, 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 option giống nhau đúng không? Giống như là Java 4. Chưa thấy gì đặc biệt cả. Rồi, đó là start. Tiếp theo. Ok, uppercase. Đây, bắt đầu mình thấy nó có sự kỳ diệu chỗ này. Mình sẽ sử dụng cái type là radio, radio. Type là checkbox. Cái này là theo kiểu của Servlet. Mình xài Java 4. Bây giờ đối với lại Java 5 mình dùng form 2 chấm radio button có s. Có s nha. Và data sẽ được định nghĩa trước. Mình có bao nhiêu cái lựa chọn? 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình định nghĩa trước cái này ở bên model, ở bên controller, thì nó tự động nó đẩy qua form. Bên form mình không cần viết gì hết. Và checkbox cũng như thế, tự động nó đẩy qua thông qua cái data này. Kể cả select cũng vậy, bạn chỉ cần để định nghĩa là form 2 chấm select dữ liệu của bạn ở bên data, bạn viết bên controller tự động nó viết combo box cho bạn. Bên kia bạn có bao nhiêu lựa chọn,
thì bạn cứ đưa vô cái list này đi, thì bên này nó tự build lên. Rồi code đây. Đối với lại cái form của mình, đây chỗ này thầy chỉ có ví dụ là radio button và checkbox thôi, thầy không cần mấy cái kia. Và chỗ này là form 2.radio, và dữ liệu của chúng ta sẽ đưa vào position, dữ liệu đưa vào copy, và model của chúng ta là step 2. Vậy cái thằng step 2 này mình sẽ định nghĩa lại cái model chúng ta tí xíu. Step 2 có position, có copy, có country. Cái thằng copy này mình có thể có một hoặc nhiều lựa chọn, hoặc không có lựa chọn nào. Được chưa? Và cái position là vị trí việc làm chỉ có một, country chỉ có một, cho nên mình không để mảng. Kịp chỗ này không? Còn mấy cái ID và full name giờ gì đó thì mình làm giống bên kia, mình không cần phải demo ở đây nữa. Hả? Ừ. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ có thằng model. Model ở đây. Đây. Index là hiển thị lên. Khởi tạo giá trị ban đầu. Khởi tạo giá trị ban đầu. Được chưa? Khởi tạo giá trị ban đầu. Được chưa nào? Đây là controller. Đây là một cái entity mình xây dựng. Mình xây dựng nó là country là như thế. Tại vì sao? Tại vì sau này bạn sẽ có một cái gì? Address. Bạn có thể xây dựng cái address. Thì ở đây ví dụ là country. Mình xây dựng cái entity cho nó. Còn không thích thì mình để nó là string. Tại vì sau này mình control nhiều thứ bên trong này nữa, chứ không đơn giản là tên. Ví dụ cái mã zip code đối với một country, đối với một cái city, nó có cái zip code không? Mã thành phố, mã quốc gia, zip code. Bạn muốn chuyển tiền từ nước ngoài về, nó có zip code. Nhận tiền chưa? Có người ở nước ngoài về là biết. Ha, rồi ok. Như vậy thì mình làm nhiều thứ ở đây nữa, chứ không chỉ đơn giản là tên nước. Rồi. Và cái quan trọng của chúng ta ở đây đối với lại bạn này, mình có attribute. Chỗ này mình đang sử dụng đối với lại cái bạn index này, mình chỉ có mỗi cái model thôi. Mà bạn muốn đẩy lên thì bạn phải add attribute. Còn đối với thằng này đẩy ngược lại, model attribute nó là step, thì không cần add, không cần làm gì hết. Bạn thử đẩy cái thằng này lên đây thử coi. Thử nhé. Tí nữa mình thử coi nó có chuyện gì xảy ra. Khỏi cần add, khỏi cần làm gì luôn. Thử coi nó có lên không. Rồi. Như vậy thì mình khởi tạo một cái step. Đây là step 2. Sau đó mình đưa giá trị vào và đẩy form lên. Chạy lại cho nó chắc là dữ liệu mới. Chỗ này là step 2. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Chỗ này đang checkbox nha. Chỗ này đang là radio box nha.
Rồi, Japan nhé. Bây giờ thầy sẽ đổi code. Đổi cái gì? Thầy đổi bên chỗ này. Chú ý nha, chỗ này là radio button. Thầy đổi nó lại thành checkbox. Được chưa? Checkbox. Đổi lại checkbox nha. Hả? Rồi, ok. Chạy lại. Radio nhé. Mình chỉ cần dữ liệu đầu vào. Còn hiển thị như thế nào thì nó đã viết giúp mình hết rồi. Quan trọng là bạn lưu nó sẽ lỗi. Tại vì cái này nó chỉ lấy một giá trị. Cái này thì lấy nhiều giá trị. Còn cái này mà bạn lưu nghĩa là nó lỗi đó. Nhưng mà mình chỉ đang nói về hiển thị thôi. Ha, chứ còn khi mà mình lưu cái là nó lỗi đó. Rồi, như vậy chỗ này là checkbox và radio box. Cái tiếp tục của chúng ta, vậy dữ liệu đó chúng ta sẽ định nghĩa bên model. Bên này. Bạn muốn thêm cái gì thì bạn sẽ đẩy vô đây. Và chú ý chỗ này nè. Đối với lại thằng position, bạn đang lưu là mã và bạn hiển thị là bằng cái này gọi là key, cái này gọi là value. Hiển thị là hiển thị value và lưu là lưu cái chú ý ha. Như vậy chỗ này là US. Thì khi mà mình xử lý dữ liệu thì nó lấy là nó lấy cái US. Còn khi hiển thị lên thì nó hiển thị là hiển thị user. Hiển thị là hiển thị user. Còn bên này mình có làm gì không? Bên form này mình không làm gì hết trơn. Mình chỉ ghi là position dữ liệu được lấy từ position hết. Đối với lại cái hobby, chú ý cái hobby nhé. Hobby ở dưới, chúng ta muốn định nghĩa theo kiểu này cũng được, nhưng không thích, chúng ta định nghĩa nó là một list các chuỗi. Thì nó lấy list các chuỗi này, nó hiển thị ra thành label luôn. Và khi chúng ta lấy giá trị thì chúng ta lấy chính cái value này luôn. Nó không có key. Trong Java 4 thì cái chỗ hobby này là mình có key và value đúng không? Còn ở đây nó chỉ có value thôi. Nếu bạn thích, bạn định nghĩa lại theo cái dạng này cũng được. Thì nó tự động nó lấy cái value nó hiển thị ra. Còn dữ liệu lấy về là nó sẽ lấy cái key tương ứng. Như vậy trong bài demo này chúng ta ví dụ cả hai cách đều được cả. Vấn đề của các bạn là mục đích của các bạn, tại sao bạn sử dụng đến cái dạng map này mà bạn không sử dụng nguyên cái chuỗi này lấy value thôi. Có lý do không? Nói thử nghe. Nói nghe chơi. Lý do gì? Lý do gì tại sao mình không có dùng string này cho nó nhanh mà mình phải dùng qua map chi cho nó phức tạp vậy? Đúng rồi. Thì bây giờ nếu như bạn xài ở dạng là string
thì bên này nó lấy ra là string của mình. Ở phía bên trên bạn xài nó là dạng map thì nó cũng lấy cái value ra để nó đẩy ra đây. Vậy thì thôi mình xài một trong hai cái cho nó chuẩn đi, cho nó dễ, xài chi phức tạp vậy. Ok, lý do của nó là nếu ở chỗ này thông tin của chúng ta không nhiều, tức là cái chuỗi này nè không nhiều, không quá dài, tức là chúng ta lưu cả cái chữ table tennis này vào database, lưu nguyên cái đoạn này vào database. Còn giả sử như ở đây mà cái thông tin phía sau này nè nó dài, nó nhiều hơn, rất dài, ví dụ như là một cái string rất là dài, thì thôi chúng ta không lưu cái dài đó mà chúng ta lưu cái mã thôi. Hoặc là sau này bạn sẽ sử dụng là ví dụ như cái row hoặc là cái category là giày nam giày nữ, bạn dùng cái chữ giày nam để bạn làm khóa và bạn kết nối với lại một cái bảng product được không? Chữ giày nam để kết nối qua nó làm là category ID được không? Kỳ kỳ đúng không? Ừ, không ai làm như thế. Có cái ID. À, cho nên đây là ID. Đây là name. Được chưa? Cho nên mình quản trị là quản trị cái ID. Còn cái mình muốn người ta nhìn thấy, ví dụ như là mình để là KTL1, KTL2, tức là CT1, CT2 đi, category 1, category 2. Ủa mà hiển thị cái đó lên ai biết? Mình để là giày nam, giày nữ người ta mới biết. Cho nên cái phần hiển thị là phần này. Còn phần lưu trữ là phần này. Thì nó mới đẻ ra cái chuyện là bạn dùng map. Được chưa? Dùng map thì hiển thị, nó sẽ hiển thị cái value. Còn thao tác dữ liệu nó sẽ thao tác trên key. Còn có những cái chúng ta không cần thì chúng ta đưa ở dạng chuỗi là xong. Cách nào cũng được. Cái quan trọng là chúng ta đang mong muốn gì, chúng ta đang cần gì. Được chưa? Cái đó là quan trọng, là dữ liệu của chúng ta đang thao tác là cái gì, chúng ta đang mong muốn điều gì ở đây. Ví dụ chỗ này là hiển thị về cái category là mặt hàng giày nam, giày nữ, áo sơ mi, áo thun, vân vân. Hoặc là iPhone 15 Pro Max màu bạc, ví dụ như thế. Thì các bạn sẽ sử dụng ID, còn cái này là hiển thị ra bên ngoài. Đó là phần của chúng ta chuyển đổi giữa chatbot, radio bot, chatbot, combo bot cực kỳ nhanh. Không, bạn đổi chỗ này thành chữ select đi. Ví dụ như chỗ này tab 2 này, chỗ này không có radio box nữa, là mình đổi trở thành chữ select. Lưu lại cái coi, chạy lại cái coi. F5 nào, trở thành select, trở thành combo box. Được chưa? Quan trọng là mình muốn hiển thị cái gì. Thay vì radio box, mình có thể đổi lại thành select combo box. Ok, đó là cách để mà xây dựng form của cái thằng Streambook rất là nhanh.
Và cái mà hay cái thằng upload này, để tí nói sau. Đây, cái hay là cái này, validate form. Lúc Java 4 mình viết cái này dễ hay khó? Dài đúng không? Tương đối phức tạp đúng không? Ok. String book. Form. Chú ý form nhé. Trước tiên là mình coi cái form. Có gì đặc biệt không? À khoan, coi cái form thầy nói mở form mà tự nhiên thầy mở đó. Cái này là thầy đang sử dụng Bootstrap cho nên nó hơi phức tạp tí xíu thôi. Có gì đặc biệt? Trong cái form này có gì đặc biệt? Cái mà hồi nãy thầy nói là static test á, thì bây giờ chúng ta đang sử dụng là label. Tùy mình muốn hối. Nếu như mình muốn là cái test đó nó chết luôn thì mình để static test, là mình cứ để là stub ID là xong. Nhưng mà ở đây mình đang dùng Bootstrap, mình đang muốn cho nó đẹp thì mình phải để nó là label. Và label của nó là phải có, nếu như bạn thích thì bạn có cái ID này, còn không thích bỏ đi. Bạn chỉ dùng Bootstrap cho nó đẹp thôi thì bạn bỏ này đi. Nhưng nếu mà bạn muốn control được nó thì bạn đưa cái path vô. Sau này bạn sẽ control cái label. Bạn muốn đổi mua thành bán thành mua, xuất thành nhập, nhập thành xuất chẳng hạn, thì bạn control nó được. Rồi. Và nó có cái gì đặc biệt hơn? À, đây là cái đặc biệt hơn. Cái này là validate. Nếu lỗi thì hiện cái này. Còn các bạn đang làm là gì? Nếu như Java 4. Ở chỗ này là một là bạn sử dụng một cái à. Ok. Và ở đây chúng ta sẽ để là cái form này mình không cần set enable hay disable gì đây cả. Khi nào có lỗi thì cái này nó xuất hiện. Còn nếu không có lỗi thì thôi. Được chưa? Mình chỉ cần thêm cái error vô là xong. Vậy thì cái này nó hiển thị cái gì ở đây? À, hiển thị cái gì ở đây? Vậy là mình là step 3. Step 3. Step 3. Đối với ID bên phần controller mình viết vậy thôi đó. Mình không cần code kiết gì hết trơn. Check giúp cho tôi không được bỏ trống. Là nó viết sẵn cho mình rồi. Mình chỉ dùng cái annotation này thôi. Kiểm giúp cho tôi không được rỗng. Kiểm giúp cho tôi không được rỗng. À, kiểm giúp cho tôi lương tối thiểu. Kiểm giúp cho tôi cái chỗ này nè. Cái chỗ này là cố tình nhé. Nó có khác ở trên không? Đây cũng là message, đây cũng là message. Mà tại sao cái message này nó có ngoặc nhọn mà message này không có? Này là mình gán trực tiếp. Còn ở trên mình định nghĩa nó ở một nơi khác. Chú ý chỗ này nha. Nếu mình thích, mình định nghĩa cái này ở một nơi khác cũng được. Thì nơi khác đó là ở đâu?
Staff property. Và đây, staff ID not empty, định nghĩa là vui lòng nhập mã nhân viên. Staff full name not empty. Staff mail not empty. Staff mail, kiểu dữ liệu là mail. Cái này là biểu thức chính quy, và nó tự cấu trúc biểu thức chính quy cho mình luôn, kiểu là email. Được chưa? Tự động cấu trúc biểu thức chính quy cho mình. Còn thế nào là email? Thì trong Java 4 mình phải định nghĩa một cái pattern. Còn bên này khỏi cần. Nó định nghĩa cho mình rồi. Nó viết cho mình rồi. Được chưa? Như vậy cái platform của Spring Boot nó hỗ trợ cho mình khá mạnh. Được chưa nào? Đó. Và chúng ta sẽ chạy nó bằng cách Start bar index. Chưa nhập gì hết. Sai. ID full name salary lưu, không có lỗi. Chỗ này email không đúng định dạng. Chỗ này lương lỗi. Chỗ này mình chưa bắt kiểu chữ. Thêm cái bắt cái này vô, number vô, tại vì cái error này mình chưa định nghĩa. Mình chỉ mới bắt cái gì, bắt rỗng thôi à. Còn nếu như bạn thích bắt mà nó là chuỗi thì mình sẽ định nghĩa ở bên này. À, chỗ này mình chỉ mới định nghĩa là lương phải lớn hơn 9.5 thôi. Còn lương nhỏ hơn 9.5 là mình chưa có nói đến. À, mình mới chỉ nói ví dụ như năm đi, lương phải lớn hơn 9.5. Ví dụ lương chỗ này là 12 đi thì không lỗi. Nhưng mà cái lương mà ở đây là chữ thì mình chưa bắt. Mình thêm cái annotation để cho nó bắt vô. Đây, mình annotation thêm chỗ này. Đó, mình tìm xem thử là cái annotation nào nó sẽ đảm bảo rằng là dữ liệu của mình phải là số. Đó, currency. Ví dụ đây là tiền tệ. Check kiểu tiền tệ giúp túi. Rồi, ok, number. Hoặc là check decimal. Coi thử có number không? Email có nè. Đó, thì các bạn xem thử là mình dùng cái annotation gì để mình check được chỗ đó là nếu như mà chữ thì báo lỗi. Ha. Như vậy thì các bạn sẽ thêm cái annotation vào. Và khi mà bạn thêm cái annotation vào thì bạn sẽ gán cái message trực tiếp hoặc là định nghĩa ở một nơi khác. Mình thích thì mình định nghĩa ở một nơi khác, mình không thích thì mình định nghĩa ở đây, trực tiếp ở đây. Đó. Như vậy thì đối với lại cái bài mà
validate ở trong cái validation này của cái phần form thì nó khá là ok để mà chúng ta định nghĩa. Ví dụ như chỗ này not empty, not empty, thằng hoppy nếu mà không chọn gì hết nó cũng báo. Rồi trong này nó sẽ có nè, not plain, not empty, not null, null. Đây, số mà thầy mới nói lúc nãy. N cái chết chứ không phải là một cái. Thích chết cái gì? Số âm. Âm hoặc không. Ví dụ, số lượng sản phẩm bạn mua. Không được không? Không được. Thì bỏ này vô. Không được chọn số âm. Không được chọn không. Nếu chọn không và chọn số âm thì báo. Rồi, kiểu hồi nãy mình mới vừa làm cái này nè. À, min max. Phải là kiểu số. Integer. Vân vân. Được chưa? Vậy tất cả mọi thứ bạn đã validation được rồi. Bạn muốn nó kiểm cái gì thì bạn đưa cái annotation vô cái đó là xong. Được chưa? Rồi cái tiếp theo, chú ý chỗ này giúp thầy. Hồi nãy thầy nói rằng là bạn đang kiểm email thì bạn dùng email. Nhưng mà giả sử biển số xe thì sao? Thì bạn phải dùng pattern, biểu thức chính quy. Thì email nó có sẵn, nhưng mà giả sử mình check là biển số xe. Biển số xe thành phố khác, biển số xe của tỉnh khác, biển số xe Việt Nam khác, biển số xe Campuchia khác. Thì mình phải định nghĩa cái pattern vô đó. Được không? Đấy. Rồi thời gian. Cái này quan trọng nè. Ví dụ bạn đưa cái thời gian đặt phòng, thuê phòng, mà bạn chọn thời gian trước 11:21 được không? Không được. Thì đấy, check ở đấy. Không được trước hoặc không được sau lúc nào đó. Đó, bạn check ha. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ nghiên cứu điều chỉnh cái validation đó cho hợp lý so với cái form của mình. Và các bạn sẽ định nghĩa các cái chuỗi trực tiếp hoặc ở một cái vị trí khác thông qua đây. Và không những bạn định nghĩa cho staff, bạn có thể định nghĩa cho rất nhiều cái entity trong dự án của mình bằng cách bạn tạo ra nhiều cái file property cho từng cái entity của chúng ta. Được không? Rồi, và chúng ta sẽ kết thúc cái video này ở đây. Khá là nhiều thứ ha. Các bạn xem lại trên slide để có được cái